Nhằm chủ động tầm soát để phòng chống dịch COVID-19, hệ thống y tế của thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện cho đến hết tháng 3 năm 2021 về việc xét nghiệm ngẫu nhiên liên quan về COVID ở cộng đồng. Ông Đoàn Hữu Ngọt, giáo viên trường Trung cấp Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh nhận xét. Tổ chức để xét nghiệm ngẫu nhiên theo kế hoạch chung thôi, chứ không phải là tự phường làm đâu, mà cái này kế hoạch từ cái trung tâm kiểm soát dịch bệnh của thành phố xuống cái quận, cái xuống phường, thì nói chung thì coi nhờ mình cũng có nhiều cái biện pháp, hoặc là coi nhờ mình xét nghiệm ngẫu nhiên những cái người tới coi nhờ ở nhiều bến xe miền Đông hoặc là sân bay hay xa xe lửa. Việc xét nghiệm này còn được thực hiện ở một số quán nhậu. Ông chủ quán nhậu có tên hay gọi là Hai Mập nói: đầu tiên bất ngờ thôi, nhưng mà hôm sau cũng bình thường, tại vì ra cái luật mới anh, là một quận á, người ta sẽ kiểm, người ta từng phường lên 50 người thì người ta lấy mẫu xét nghiệm, mà không phải là riêng quán em mà tất cả cái khu này người ta kiểm hết, kiểm cho chỉ lấy mẫu xét nghiệm về thôi, chứ không, mình vẫn buôn bán bình thường chứ không có gì quan trọng. Việc lấy mẫu này được chủ quán nhậu Hai Mập nhận xét là nhân viên y tế thực hiện nhanh gọn, không ảnh hưởng đến sinh hoạt của khách tại quán. Do vậy, nhìn chung việc lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên của ngành y tế nhận được sự đồng thuận của người dân. Ông Đoàn Hữu Ngọt nhớ lại. Ngửa mũi ra, đây là cái tăm bông nhỏ, họ vô, họ quấy, cái là coi nhờ xong. Họ quẩy vô để mà mình phải nờ có cái cảm giác để mình tiết ra cái dịch nhầy ở trong cái cổ họng mình, ở trong cái cũng ngay chỗ cái sống mũi của mình thì coi nờ đó là coi nờ cái dịch để mà người ta là coi nờ xét nghiệm để mà phát hiện ra coi nờ cái dịch COVID mà chuyện nó bình thường thôi. Sợ là chưa làm thì sợ, nhưng mà thấy ta làm rồi thì thôi, bình thường á, nó còn nhẹ nhàng hơn là coi nờ mình đi thích ngừa nữa. Việc lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên giúp chủ quán nhậu như ông Hai Mập cảm thấy an tâm hơn trong buôn bán. Có ai vậy tốt, người nói bình thường thôi. Cần kiểm dịch cho tốt cho mình thôi, chứ đâu gì người dân thôi, chứ mà đâu gì đâu sợ. Khách nhân viên đầy đủ thôi. Khách thì chỉ lấy được cái vài người thôi, còn nhân viên nói chung chủ yếu nhân viên của quán. Việc xét nghiệm ngẫu nhiên này, theo ông Đoàn Hữu Ngọt, thì còn mang đến sự an tâm khác nữa với người lớn tuổi. Ngành y tế nhận định nguy cơ xuất hiện các ca COVID trong cộng đồng luôn hiện hữu, đặc biệt khi dòng người dân nghỉ Tết trở lại Sài Gòn để làm việc. Ngoài ra, từ đầu tháng 3, nhiều dịch vụ ở Sài Gòn được mở cửa trở lại, trong đó có quán nhậu,